nay thì KV sẽ dẫn mọi người đi xem một cái nơi mà gọi là tự trị, là một cái nhóm người sau những cái cuộc biểu tình hoặc là những cái trận bạo loạn thì họ không có về nhà, họ sống ở đây, rồi họ dựng nên những cái lều rất là đông, khoảng mấy trăm người ngay tại trên thành phố Philadelphia. Thì một cái hình ảnh rất là xấu cho cái thành phố, là bởi vì những cái lều dựng lên từ ngày này qua ngày khác, họ sống họ không có cần tới luật pháp, họ không có muốn cảnh sát tham gia vào bất cứ một cái chuyện gì họ làm, họ sống một cuộc sống rất là thoải mái, họ muốn làm gì họ làm, rồi dựng những cái lều ăn đó, ở đó, rồi ngủ đó, cho nên là nhìn rất là buồn. Trên một cái xứ sở văn minh mà bây giờ lại có những cái nơi như vậy thì rất là buồn. Bây giờ mọi người cùng đi với KB nha. Rồi bây giờ là trên đường mình đi nè, là đi ngang qua cái khu tự trị nè, thì mọi người sẽ thấy một cái bảng họ treo ngay giữa đường vậy đó: Housing Now Black Matter, Black Lives Matter, Housing Now Black Lives Matter. Đắp hết trơn rồi, rồi gió bay luôn hết trơn. Rồi đó, chung quanh đây là những cái người mà họ đang là ngồi nè, họ tụ tập lại với nhau mấy trăm cái lều luôn, ăn ở ở đây không có làm gì hết, phá đám phá nhà vậy đó, đập lộn, rồi trong những cái trận bạo loạn đập hết cửa tiệm của những cái business. Rồi bây giờ thì ra ngoài này tụ tập ăn uống chơi bời với nhau. Thì không hiểu là đã có một cái tổ chức nào đứng sau lưng những người này để tài trợ cho họ cái chương trình đó, cho nên là họ không có phải làm cái gì hết á, chỉ là ăn, ngủ, đi phá đám và tụ tập lại để mà bàn kế hoạch sắp tới làm cái gì. Thì đây là những cái hình ảnh mà làm cho KB rất là hoang mang. Ngay trên cái xứ sở Mỹ mà lại có những cái hình ảnh rất là xấu, làm xấu đi một cái xứ sở văn minh như vậy. Thấy không, họ chửi bới, họ nói tùm lum hết. Họ thấy mình quay phim á, cái họ chửi á. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cứ quay đi, mình quay để làm tư liệu sau này mình coi lại, để mình biết là trong cái giai đoạn này ở xứ Mỹ là cũng có một cái chuyện rất là buồn như vậy. Thấy không, mấy trăm cái lều luôn, rất là buồn. Đường xá thì cũng ít xe đi, không còn nhiều như hồi xưa. Rồi ai cũng sợ ra đường hết đó, gặp mấy người này sợ lắm, cho nên là không ai dám ra ngoài đường hết, cứ ở trong nhà. Rồi nè, đó, con đường vắng hoe à. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị mình đi theo tiếp coi. Đây, đây nè, đó, vẫn có mấy cái lều là rải rác nè. Rồi xa xa là mấy cái thùng màu xanh đó. Mọi người thấy không? Mấy cái thùng màu xanh thì ai ở Mỹ lâu rồi họ sẽ biết đây là những cái thùng mà gọi là phòng vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng. Thì nếu như mà có những cái nhà vệ sinh công cộng này dựng lên ngay tại cái khu khuôn viên này, có nghĩa là có một cái tổ chức nào đó đồng ý chấp nhận cho họ được ở đây, họ ăn ở ngủ nghỉ, phá đám phá làng phá xóm, rồi còn có nơi để đi vệ sinh này kia nữa. Cho nên là buồn lắm mọi người ơi. Cầu xin sao mà cho nước Mỹ được sớm trở lại bình an, và mọi người không có còn có những cái thấy những cái hình ảnh như vậy nữa. Tại thì KB đã đi một cái dãy phố mà hồi xưa ở đây rất là sầm uất, tối tới á bộ ở đây để mà đi mua sắm đồ nè, đi shopping. Nhưng mà sau những cái ngày bạo loạn rồi biểu tình thì những cái khu mà thương mại như vậy nè, họ đóng hết cái bán gỗ lại hết, tại vì họ sợ là bị mấy cái người bạo loạn đập phá, chôn đồ rồi cướp bóc này kia đó.
đông đúc người, cứ buổi tối giờ này là đông người đi bộ đó. Mà bây giờ thì không có ai hết, đường xá rồi tiệm tùng đóng hết trơn luôn. Những cái nhà hàng này là hồi đó là mở cửa rất là nhiều, ngày nào cũng mở cửa, mở cửa cho tới 4-5 giờ sáng luôn. Mà mấy tháng nay thì im lặng, khóa cửa, không có làm business gì hết. Đó, đường xá rất là vắng. Đường xá rất là vắng. Đang là đi trên con đường trong khu Chinatown. Người Hoa sống tù đóng hết, không có mở cửa nữa. Không có ai muốn kinh doanh nữa hết hay sao mà không có thấy mở cửa. Bây giờ thì KV hôm nay đi bộ, đi xuống đường để đi tới cái khu tự trị. Cái khu này gọi là Housing Now Black Lives Matter. Có nghĩa là cái khu này họ đứng lên, họ chống đối kỳ thị, cái sự kỳ thị đó. Thì hôm bữa là KV cũng đã tới đây, nhưng mà chỉ dám ngồi ở trên xe, không có dám bước xuống cái đường. Là bởi vì xuống dưới đường thì sợ là họ làm cái điều gì đó ảnh hưởng đến mình, thành ra không có dám xuống. Hôm nay thì bây giờ thấy hôm nay thì cũng đỡ đỡ một chút rồi, với lại cái tấm bảng mà no cop zone nó đã bị mất đi rồi, cho nên là an tâm đi xuống. Và có thấy cảnh sát đứng xa xa đó, cảnh sát đứng xa xa nè, cho nên là mới dám đi bộ xuống đây mà quay sát cảnh những người họ sống ở đây như thế nào. Bây giờ thì mọi người cùng đi với KV nha. Hôm nay thì KV mới mặc dạng xuống đường, đứng ngay tại ở trong cái khu này luôn, là cái khu tự trị. Thì chung quanh KV là có cái thì cảnh sát, họ đi xe đạp tới đây để mà họ giữ an ninh, cho nên là KV rất là an toàn khi mà đứng đây chung quanh mọi người. Thì chung quanh sơ sơ là mọi người thấy cái lều khắp nơi luôn, khu mà họ tập trung ở đây mấy tuần vừa qua rồi, và họ cũng có muốn rời đi. Thì ngày hôm nay cảnh sát tới đây để mà giữ an toàn, và đồng thời thì cảnh sát đã mời một số người lên tự dọn đi. Thì KV đã thấy một số người, một số lều đã dọn đi từ từ rồi. Đó là một cái điều mà mình rất là mong cho thành phố được sớm trở lại an ninh, trở lại xanh đẹp, một cái công viên được trở lại an toàn để cho mọi người có thể đi bộ. Thì quý vị hôm nay đã thấy được cảnh thật ở cái nơi tự trị ở thành phố Philadelphia.